Nói chung là mỗi lần mà anh Đức với Dạ mà đứng gần nhau mà cứ nói những cái chuyện Không. nghiêm túc thấy khó quá hả? Dạ. Thôi cho nói em, Dạ em nói bình thường đi, nói thật lòng đi. Vậy đi ha Đức ha. Đó vậy đi. Thật sự là quay chung với Đức là Dạ cảm thấy rất là tự tin, bởi vì Đức quá xấu phải không? Mình mắc cúp như thế nào, mình ăn bận như thế nào, mình cũng thấy là mình đẹp hơn Đức, cho nên cảm thấy rất là thích khi mà quay chương trình chung với Đức. Chỉ vậy thôi. Nói chung á là mỗi lần làm chung với Dạ, Dạ lúc nào cũng chỉ mũi dùi vô Đức hết á, nhưng mà thử coi rồi tới lúc đó ha, có chuyện gì là ai nâng đỡ mình. Bởi vì sao? Bởi vì đi đám cưới người ta mà chỉ đi có 200 ngàn. Đó đi Dạ ơi, đừng có nhắc lại cái chuyện ngày xưa nữa. Nói chung ngày hôm nay là đi đến một cái chương trình gọi là đấu trường âm nhạc, cũng là anh Đức cũng tham gia vài chương trình về âm nhạc rồi, còn Dạ sao? Em thì cái khả năng âm nhạc của em không bằng anh Đức, bởi vì anh Đức đã là ca sĩ rồi thưa quý vị. Thôi thôi thôi, nói chung là ngày hôm nay anh Đức rất là tự tin. Lắm bây giờ hãy đợi đấy, bữa nay anh không có nhường em nữa đâu, Xin em lúc lỗi. nào em cũng cũng là cũng như chọc ghẹo anh hết, nhưng mà bữa nay em đợi đi Ồ. nha, anh Đức sẽ giành chiến thắng. Anh Đức Lưu Bạc Chi. Ok.